để trong cái học đây con, để trong cái học á. Đó, cô chú chay giờ là chuẩn bị là còn 20 phút nữa là vô vô học lớp nhạc nè cô chú nè. Mua cái bagel cho em ăn sáng này, đút cho em chén cháo cháo thịt bò rồi. Bây giờ là chỉ chờ ăn thêm cái bánh bagel nữa thôi là bắt đầu để con mẹ bắt này nhỏ nhỏ nè con. Cho coi là cho em đi vô học học nhạc. Cho mẹ cắn miếng không? Cho mẹ ăn miếng không? Con ơi. Trời ơi nó mở lớn rồi nhỉ. Chay, cho mẹ ăn miếng chay. Cho mẹ. Con cho mẹ miếng nào? Con cho mẹ miếng nào? Thôi ơi, con nói kìa, nó ham ăn nó không. Mà con có cho mẹ ăn không? Cho mẹ ăn nào? Không, con ăn hết đi, con ăn hết đi, con ăn không hết á. Nếu mà con ăn không hết thì mày để mẹ ăn. Giờ con ăn cho no bụng của con đi. Ok. Đúng rồi, để cho con lớn di mạnh lên ha. Trời ơi. Gì vậy, làm gì vậy? Chùi bagel làm gì chùi? Con cứ cầm, con kẹp lại con cắn con ăn thôi con. Kẹp lại hả, miệng bự ra cắn ăn thôi con. Ồ. Cô chú nào gọi mẹ để mua nhiều hoa ngày tây với sữa công chúa kìa. Đó, nó cấp máy kìa cô chú thấy chưa? Đó, nó lẹ lắm. Bởi vì cô chú nào mà có gọi Ngọc á, cô chú nào có gọi Ngọc thông cảm giùm nha. Thôi sao gọi Ngọc hoài đang bắt máy là do đây nè, lý do đó. Bây giờ mà đem thêm cái điện thoại nữa để cho nó chơi thì đem một cầm một lần ba cái điện thoại nhiều quá đi. Nên là làm biến. Rồi cái điện thoại kia nó hết pin, quên sạc pin nữa. Đó, gọi nữa đó. Tắt nữa nè, đó nó tắt đó. Tin nhắn tin đồ nó kéo cái rập kéo lên tắt hết á. Rồi riết là không có buôn bán nhị hoa nghệ tây gì được với nó đó. Có được đời nó không? Ủa vậy không buôn bán được nhị hoa nghệ tây thì tiền đâu mua sữa chay trời. Hả? Rồi có cái nó nhai cái mỏ nó kìa. Nó nhai cái mỏ kìa. Chay ơi, what does forte mean? Forte nghĩa là gì chay? Forte mean gì? Loud. Còn piano nghĩa là gì? Ôi trời. Coi chừng rớt. Bập vô. Được rồi, giỏi. Forte piano nghĩa là gì? Piano means soft. Đúng không? Đúng rồi, nhớ nha, chút nữa cô vô hỏi nha. Forte means loud, piano means soft. Ok. Cô uống trà chanh trong đổ không? Uống miếng trà chanh trong chỗ không? Đây, mày lấy cho cô miếng trà chanh trong chỗ. Ngoài, ủa không ai, ừ đúng rồi, trà xanh C2 chứ không phải trà chanh trong đổ. Uống miếng C2 nha. Nè con. Không muốn à? Rồi vậy để đây nha, một chuyện nào khác. Hả? Làm sao con? Giờ còn 15 phút nữa mới tới giờ vô cô chú cái lớp mới nằm đây nè. Đó, Music Expression Music Academy đó. Học hát, học đàn, học múa, học đàn, học guitar đồ kia. Mấy nay mấy tuần nay bận quá nên chưa có video, không có video clip được học múa. Tuần này đỡ bận rồi nè, phải không ta? Tuần này thứ năm rồi ta. Để coi con sao nha. Chứ hả, thứ năm tuần này cũng có cục hẹn đi bác sĩ Nhi rồi đó. Coi cái giờ giấc coi làm sao. Cô chú nãy giờ ngồi xin cho nó, anh xin nó ăn miếng. Nó nói mẹ chờ con chút nha. Chờ một chút, ngồi nó chuẩn bị nó ăn sắp hết cái bánh đi luôn. Chờ nó tới múc mùa lệ thủy chứ không còn miếng bánh nào để ăn. Cái gì? À đừng có làm rớt điện thoại xuống dưới ha con. Mà sao nãy giờ xin cắn miếng không cho, giờ kêu cứ chờ mà chờ với hồi ăn hết cái bánh của người ta luôn không cho miếng nào. Người nhìn thẳng đây, nhìn thẳng. Mà forte nghĩa là gì? Nói chưa? You ready to go? Nhưng mà để coi. Ok rồi, chuẩn bị xuống đi được rồi đó. Rồi vô. Two? Did you say two? Let's try five. Do you want to count? Look, there are five. One, two, three, four, five. How about this one? Ready? One,
5. Very good, very good. Now, can you count me the spaces on that one? Yeah. How many spaces are there? Two. Two? Let's count them together. Look, there's 1 space, 2 space, 3 space, 4 space. Let's do 1 space, 2 space, 3 space, 4 space. Yeah. Do you, D? Good job. I'll take it. E, F, and G. Do you want to play the alphabet game with the letters on the floor again? Yeah. Yeah, let's do it once. Okay. All right, what are we starting with? D. No, D, no. We gotta start with, what's on the board? What's first on the board? Can you say the name of that one? A. A. A, very good. A as in apple. Which one is this one? Which one is it? This one? Yeah. There you go. Go put it on the ground. Nó bóp mỏ mẹ nó lắm. Hút huyết coi. Con coi cái răng này sao, kiểm tra răng này coi. Làm mưa sao, làm mưa cho cô chú coi. Dơ quá, cô chú nói hai mẹ con này chưa vô. Thương đà nó, già một ngọc quá cô chú ơi. Con dám. Mời này nè, Xuân nè. Xuân cục vàng, cục ngọc của mẹ. Con yêu ơi, từng ngày con khôn lớn khôn mỗi ngày. Là từng ngày mẹ già yếu đi một ngày. Là từng ngày mẹ con chúng. Wow. Wow. Sa-da. Rồi cho cô chú con bóng tay coi. Cô chú cho cô chú con móng tay chạy coi. Móng tay chạy đâu? Kỳ gì? Ngồi dậy. Chạy đi, you have to sit up to show everyone your nails. Vậy thôi mày cúp máy nha. Thôi tắt máy đi, chạy nó không chịu. Wait. Ủa, quay thì sao con không cho cô chú coi? Mà con làm gì vậy? Hả? Bỏ vậy hả? Rồi con ăn không? Con ăn theo viên cầu gấu không? Lên đây lại mày lấy cho viên cầu gấu ăn cho cô chú coi nè. Chào, mới đi mua viên cầu gấu cho chơi ăn á. Nguyên ngày nay chơi chưa có ăn kẹo gấu nè cô chú nè. Giờ con đủ tuổi ăn kẹo. Con ăn hả? Sao vậy? Ăn kẹo thịt. Không, con phải ăn kẹo gấu. Không, mẹo. Ăn kẹo gấu nó mới có. Không, mẹo. Muốn gì? Cứu. Mẹ ăn kẹo gấu xong đi mẹ cho kẹo đó. À không. Vậy thôi khỏi ăn kẹo đó luôn. Không, con muốn ăn gì nó trick me. Hả? Nó trick me. Mẹ đâu có trick con đâu. Em không phải trick đẹp. Ủa vậy sao hôm qua con đòi mua? Hôm qua con đòi mua 1212 là con đòi mua kẹo gấu. Nhìn thẳng. Trái bùi. Con cắn con cái bây giờ ra, nó bậy không à? Cắn không? Cắn nè, nó bậy nè. Cắn à? Nó mày à? Cắn gì? Cắn à? Ít rồi rồi, cắn mẹ nó, cắn mẹ nó luôn cô chú ơi. Cắn mẹ nó luôn. Ít rồi rồi, cắn mẹ luôn. Bây giờ thử con cắn cái này nè. Khoan. Giờ cắn mẹ cho cô chú coi nha. Rồi cắn đây. Cắn được không? Rồi cắn đây. Cắn được không? Con móng tay điều hành nha, con móng tay của con điều hành nha. Rồi cắn bên đây nha. Không, cắn ở dưới cái chỗ phần mà mẹ đưa làm này nè, đưa nè. Rồi cắn đây. Thấy chưa, cắn đâu được đâu. Cắn lại coi. Cắn
đâu được đâu. Cho cô chú coi hai bàn tay luôn, hai bàn tay luôn. Xè bàn tay đếm ngón tay, một mà con điệu nó ngồi ở đây. Nò nò điệu, điệu quá trời, thì bây giờ ta phải làm sao? Hả, điệu quá giờ phải làm sao? Ai cãi về cô ca đi. Rồi con hát cho cô chú nghe ABC coi. Ca quá. Rồi bây giờ bà con giờ cô nói cho cô chú nghe có ai hát hoa nữa không màu. Không màu hay nhất. Mẹ. Rồi bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Rồi đi đi. Nó xuống rồi đó.